Chào anh em, hôm nay kênh Bố Già Đi Biển giới thiệu đến anh em một siêu phẩm lưới vây đã thuộc về đội nhà Tư Lâm. Chắc hẳn anh em còn nhớ tàu cá 52 của anh em nhà Bông Sứ. Con tàu này đã chính thức về đội Tư Lâm. Từ đây tên tuổi của nam chính cũng đã được thay đổi hoàn toàn. Giang hồ có câu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Nhưng em nó là một ngoại lệ. Từ đây nam chính chúng ta sẽ có tên mới là BD92358TS. Bây giờ xin mời anh em cùng theo dõi giây phút hạ thủy nam chính khi đã được làm mới lại hoàn toàn. Thank you.
Thank you.